Huyền thoại về người Viking từ lâu đã được gắn với hình ảnh những chiến binh to lớn, hiếu chiến đến từ bán đảo Scandinavia, bao gồm Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và thậm chí là cả Iceland bây giờ. Về mặt địa lý thì Iceland không thuộc bán đảo Scandinavia. Mặc dù bộ tộc Viking thường được nhắc đến như những chiến binh hoặc cướp biển, nhưng thực tế họ cũng là những nhà thám hiểm, những nhà địa lý, những người nông dân và những thương nhân tài ba. Người Viking đã thực hiện những cuộc vượt biển trên những chiếc thuyền dài đến khắp châu Âu và Đại Tây Dương. Họ tấn công và xâm chiếm định cư trên những vùng đất giàu có đã chiếm được. Giao dịch nô lệ là một trong những hàng hóa quan trọng nhất được giao dịch bởi người Viking và cực kỳ sinh lợi. Nô lệ sẽ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc nô lệ khác tùy theo nhu cầu của người Viking. Ngoài ra, tộc người Viking còn để lại cho lịch sử nhân loại nhiều thành tựu văn hóa như phát triển hệ thống chữ cái riêng, đó là bảng chữ cái runic, và những câu chuyện thần thoại Bắc Âu, thần Thor hay là thần Odin. Thời kỳ Viking kéo dài từ khoảng năm 753 đến năm 1066. Trong giai đoạn này, người Viking đã thực hiện rất nhiều cuộc viễn chinh trên những con thuyền dài được gọi là thuyền Raka. Họ đổ bộ vào thành phố và làng chài trên các bờ biển của châu Âu, Tây Nam châu Á, vùng Bắc Đại Tây Dương và Đông Bắc châu Mỹ để thực hiện hoạt động thương mại, cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ. Bên cạnh, họ còn tham gia đánh thuế, bắt cóc nô lệ và có vai trò quan trọng trong sự phát triển của chế độ phong kiến tại châu Âu. Trong giai đoạn này, xã hội người Viking không hình thành quốc gia mà chỉ là các cộng đồng nhỏ trong các ngôi làng độc lập. Việc hình thành quốc gia tại Bắc Âu chỉ diễn ra trong thời Trung Cổ. Những chiến binh hiếu chiến Viking cũng ghi dấu vào lịch sử nhân loại bằng chính nền văn minh Scandinavia mang đậm chất riêng của mình. Và không thể phủ nhận, văn hóa Viking vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân ở nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ ngày nay. Trong lịch sử, trải qua thời gian, cũng có rất nhiều quan niệm về người Viking bị hiểu lầm, đồn đại sai lệch. Và dưới đây là những sự thật ít người biết đến về họ. 1. Người Viking không bao giờ đội mũ có sừng. Một trong những hiểu lầm lớn nhất về người Viking là họ đội mũ có sừng. Hình ảnh chiến binh Viking đội mũ có sừng thường xuất hiện trong các bộ phim, nhưng điều này đã được chứng minh là hoàn toàn không chính xác. Trong các trận chiến, những chiến binh sẽ đội mũ bảo vệ nhưng chắc chắn là không có sừng. Chưa có bất cứ một cổ vật nào được tìm thấy về mũ có sừng. Thực tế, những chiếc mũ có sừng được chứng minh lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ 19 trong các ấn bản của một nghệ sĩ có tên là Gustav Malmström để minh họa cho các câu chuyện cổ vùng Scandinavia. Và những chiếc mũ có sừng này tăng thêm phần dũng mãnh, đáng sợ của người Viking. Thế là người ta cứ sử dụng mà không cần suy nghĩ. 2. Người Viking gọi các ngày trong tuần theo tên của các vị thần. Người Viking tôn thờ các vị thần Bắc Âu và là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Các ngày trong tuần được gọi theo tên của các vị thần. Vị thần vĩ đại Odin còn được gọi là Wader, được dùng tên cho ngày thứ tư, có nghĩa đen là ngày của Wader. Tương tự, thứ ba và thứ sáu được đặt theo tên của vị thần chiến tranh và nữ thần hôn nhân. Nổi tiếng nhất là thần Thor, thần sấm sét và sức mạnh, được đặt tên cho ngày thứ năm. 3. Người Viking không có vóc dáng to lớn khổng lồ. Người Viking thường được miêu tả là những người đàn ông to lớn cơ bắp với khả năng giết kẻ thù bằng một cú vung rìu. Tuy nhiên đó là một sự cường điệu quá mức, tăng vẻ đáng sợ về khả năng chiến đấu và sự hiếu chiến của họ, giống như việc miêu tả họ đội mũ có sừng. Người Viking chỉ cao khoảng 1m7 và gầy. Vóc dáng của họ được giải thích vì mùa hè, thời điểm đó ngắn, nguồn thức ăn ít, họ thường xuyên phải đi xâm chiếm vùng đất khác để cướp lương thực và tài nguyên. Tiếp theo là kiếp sau. Người Viking có cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới bên kia. Họ tin rằng cách bạn sống ở thời điểm hiện tại sẽ quyết định việc bạn đi đến cõi nào sau khi chết. Đối với người Viking, điểm đến tốt nhất sau khi chết chính là một khu vực gọi là Valhalla. Đây là nơi dành cho những chiến binh chiến đấu vô cùng dũng cảm cũng như hy sinh gan dạ trong trận bạc. Tiếp đến là những nơi khác, nơi được dành cho những người đã sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ. Trái ngược lại, có một nơi gọi là Helheim, là nơi người Viking không muốn đến. Đó là nơi dành cho người xấu. Người Viking cũng quan niệm rằng một lễ mai táng không cẩn thận sẽ khiến người đã khuất không tới được kiếp sau. Bởi vậy, những tang lễ truyền thống của họ rất cầu kỳ và lạ lùng. Một số lễ mai táng người chết của người Viking bao gồm việc cắt các phần cơ thể và xương sườn ra, thiêu cháy cùng với động vật. Với những người có vai trò quan trọng trong xã hội thì lễ mai táng càng cầu kỳ hơn. Xác của những người này được đặt trên một con thuyền nhỏ chở cùng tài sản của họ và tất cả đều được đốt cháy. Thậm chí nô lệ hay vợ của những người đã khuất cũng có nhiệm vụ đồng hành cùng chủ nhân
hoặc chồng của mình tới kiếp sau. Với các vị vua và thủ lĩnh, xác của họ ban đầu được chôn xuống, để đó vài ngày, một nữ nô lệ sẽ được chọn ra, bị cưỡng bức và giết, sau đó đặt lên trên con thuyền gỗ cùng xác vị thủ lĩnh và đốt cháy giữa dòng sông. Người Viking thích tóc vàng hoe và không xăm mình. Người Viking thích sở hữu mái tóc vàng hoe, thậm chí những người sinh ra không có mái tóc này sẽ tìm cách thay đổi. Họ sử dụng một loại xà phòng mạnh và có nồng độ kiềm cao để tẩy màu tóc. Hình xăm trên người được chứng minh đã có từ thời đại của người Viking. Rất nhiều phim ảnh mô tả chiến binh Viking có nhiều hình xăm trên người, nhưng trên thực tế, không có bằng chứng vật lý nào cho thấy họ thực sự xăm mình. Hơn nữa, người Viking tự hào về sự sạch sẽ của họ, thậm chí ám ảnh về chuyện này nên nhiều khả năng họ sẽ không phủ kín làn da bằng những hình xăm không thể loại bỏ như vậy. Người Viking sở hữu hệ thống tư pháp độc đáo có phải không? Trên thực tế, họ đã có một hệ thống tư pháp được thiết lập để giải quyết tranh chấp hoặc xử lý bất kỳ tội phạm nào được đưa ra. Văn hóa Bắc Âu biết đến hệ thống này với tên gọi tạm dịch là The Things trong tiếng Anh. Theo quy định, họ sẽ giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình với sự giúp đỡ của bên thứ ba khách quan, giống như hệ thống tòa án của chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công lý sẽ được giải quyết thông qua bạo lực. Người Viking thích trượt tuyết và dùng súp để đoán bệnh. Tại bán đảo Scandinavia, bằng chứng sớm nhất về việc trượt tuyết có từ gần 6.000 năm trước. Trong thời đại Viking, trượt tuyết là một phương tiện giao thông khi mùa đông, phần lớn các vùng đều bị băng tuyết bao phủ. Tuy nhiên sau đó người ta phát hiện ra rằng người Viking không sử dụng trượt tuyết như một phương tiện đi lại mà còn để giải trí. Chiến binh Viking bị thương trở về từ trận chiến thì sẽ được ăn món súp hành tây cùng với các loại gia vị khác. Sau vài phút, người ta sẽ ngửi vết thương của họ. Nếu có thể ngửi thấy mùi hành tây từ bên trong vết thương, điều đó có nghĩa là những vết thương tương đối nghiêm trọng. Sự thật thú vị tiếp theo, người Viking truyền cảm hứng đặt tên cho công nghệ Bluetooth và tổ chức đám cưới suốt một tuần. Harald Bluetooth là một vị vua Viking huyền thoại của Đan Mạch và Na Uy. Trong triều đại của mình, ông đã hợp nhất nhiều bộ tộc Viking xung quanh lại với nhau và tạo ra một cơ sở hạ tầng cực kỳ phức tạp và ổn định để tất cả chúng đều tồn tại. Vì vậy nên Jim Carrack, người phát minh ra công nghệ Bluetooth, đã đặt tên cho phát minh của mình theo vị vua Viking. Và đám cưới của người Viking là một trong những sự kiện xa hoa nhất được tổ chức trong văn hóa. Trước khi một cặp vợ chồng kết hôn, họ tổ chức lễ đính hôn. Sau 3 năm, họ sẽ tổ chức đám cưới kéo dài cả tuần. Và cuối cùng, người Viking khám phá ra châu Mỹ trước Christopher Columbus. Trước đây, một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra tàn tích của những ngôi nhà khung gỗ còn sót lại trên mũi phía bắc của một bán đảo có tên là Newfoundland tại Canada. 8 cấu trúc khung gỗ từ những gì còn sót lại giống với những cấu trúc như trong những ngôi nhà cổ của người Viking tại Greenland. Tuy chưa xác định được thời điểm chính xác người Viking xây dựng khu dân cư trên, nhưng cho tới nay, các nhà khoa học tin rằng đây là địa điểm duy nhất được xác định khi tộc người này di cư từ Greenland tới châu Mỹ. Sau khi sử dụng kỹ thuật đặc biệt phân tích dấu hiệu để lại của một cơn bão mặt trời và nghiên cứu phóng xạ carbon từ những mảnh gỗ thu thập được ở đây vào những năm 1960, các nhà khoa học đã xác định rõ thời điểm những người Bắc Âu đến Newfoundland là vào năm 1021, tức là 1.000 năm về trước. Và điều này thì cho thấy người Viking đến sớm hơn Columbus hẳn 471 năm. Hành trình đặt chân tới châu Mỹ lần đầu tiên của người Viking là một trong những cột mốc quan trọng nhất của lịch sử loài người. Điều này cũng càng giúp sáng tỏ cho lý thuyết cây cầu đất Beringia được một số nhà khoa học đề xuất trước đây. Theo lý thuyết đó, vùng đất băng giá phía bắc địa cầu từng không rời rạc như ngày nay. Khoảng mười mấy ngàn năm trước, một dải đất hẹp đã nối liền châu Á và Bắc Mỹ. Vì vậy, có thể khoảng 100 người Viking đã khám phá ra châu Mỹ rất nhiều năm trước khi Columbus tìm đến nơi này chỉ bằng một phương pháp vô cùng đơn giản là đi bộ.